Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề video về sinh lý hệ tiết niệu và mình chuyển sang tìm hiểu phần sinh lý ống lượng xa và ống gấp. À, sinh lý ống lượng xa thì mình sẽ chia thành cái đoạn early distal tubule là cái đoạn sớm của ống lượng xa, bao gồm tái hấp thu na cộng, cl trừ và ca 2 cộng. Thì mình để ý cái phần na cl trước. Đây là cái tế bào của ống thận ống lượng xa này thì nó gồm hai màng abyssal membrane là cái màng tiếp giáp với lòng ống còn basal membrane là cái màng tiếp giáp với máu đoạn này thì không thấm nước cho nên osmolarity gần như thấp nhất trong toàn bộ ống thận và đây mình thấy có cái bơm đồng vận chuyển na cộng với cl trừ nằm bên trên cái abyssal membrane à, và lúc này á na cộng sẽ được tái hấp thu thông qua cái bơm đó là na cộng k cộng ATPase đó là cái cơ chế tái hấp thu của na cl À, tiếp theo đó là cái cơ chế táp thu của calcium tại đoạn này thì khá là đặc biệt ha. Kênh calcium. Ở đây mình thấy là trên cái mạng abyssal membrane á, thì nó sẽ có các kênh calcium được điều hòa chủ yếu bởi hormone là parathyroid hormone. nó vận chuyển calcium từ trong lòng ống vào bên trong tế bào. Và sau khi xe 2 cộng được vận chuyển vào trong tế bào á, thì nó sẽ gắn với một cái protein đó là calbidin. Giống như là calcium binding site vậy đó. Là calbidin là cái cái protein để giúp gắn calcium để giúp tái hấp thu calcium vào máu sau đó calcium sẽ có hai con đường để đưa vào trong máu thứ nhất đó là vận chuyển chủ động này nhờ ATP để vận chuyển chủ động calcium vào trong máu thứ hai đó là đối vận chuyển nè đối vận chuyển 3 na cộng với lại xe 2 cộng vào vào bên trong máu và cái vitamin D nó tác động ở đây là nó tác động lên một là BTH nè parathyroid hormone thứ hai là tăng cường tổng hợp cao đây là cái vai trò của vitamin D. Như vậy thì cái đoạn đầu tiên là cái đoạn distal tubule ấy, thì mình có một số cái quan trọng cần nắm đó là hai cái bơm chính thôi. <laughs> hai cái quá trình tác thu chính thứ nhất là NaCl và thứ hai đó là calcium. NaCl thì nhờ cái trên cái abiso này có cái đồng vận chuyển của Na cộng với Cl trừ và sau đó nó được tái hấp thu thông qua cái kênh Na cộng Ca cộng ATPase. Còn calcium thì vận chuyển thông qua cái kênh calcium ở bên abiso membrane được xúc tác bởi hormone là parathyrohormone. sau đó nó gắn vào calbidin, rồi được đưa vào trong máu nhờ hai cái quá trình một là vận chuyển chủ động này, à vận chuyển chủ động nhờ ATP để đưa calcium vào trong máu, thứ hai đó là đối vận chuyển với Na cộng. À, liên quan đến cái đoạn ống lượng xa này á, mình có một cái đó là thuốc lợi tiểu thiazid. À, hôm trước mình đã tìm hiểu cái phần thuốc lợi tiểu vai rồi hôm nay mình sẽ nói về cái thuốc lợi tiểu thiazic thì thuốc lợi tiểu thiazic này là cái mà nó ức chế đến cái bơm na cộng cl trừ này ức chế cái bơm đồng vận chuyển của na cộng cl trừ để làm giảm thấp thu muối và nước à, cái đoạn phần sau của video này thì là nói về cái đoạn ống góp đây là collecting đất đây là cái đoạn cuối cùng trong ống thận này à, đoạn ống góp này thì gồm có hai loại tế bào đó là principal cell và intercalated cell À, cái tế bào principal cell á, là nơi chủ yếu để tái hấp thu cái phần ion này à, có cái bơm gọi là epithelial na channel hay là nac để giúp đưa na cộng từ trong lòng ống vào bên trong tế bào sau đó na cộng sẽ được theo cái hình thức đây na cộng k cộng atp để được tái hấp thu vào trong máu như vậy thì cái thằng k cộng này á, thì để được khuếch tán nè được khuếch tán vào trong lòng ống nè rồi cái thằng quan trọng ở đây á mình quan sát cái tế bào này ha đây cái bơm là epithelial na cộng channel nè nac nó đưa na cộng vào bên trong tế bào thì khi nó đưa na cộng vào bên trong tế bào á đây là một cái điện tích dương thằng cl trừ nó không có theo na cộng à, khẩu cái là rất ít rất ít lượng cl trừ theo na cộng tức là rất nhiều lượng cl trừ nó không có đi theo na cộng vào bên trong tế bào mà nó cộng lại ion dương cho nên nó tạo động lực đây nó cộng là ion dương này thì bên trong lòng ống nó sẽ trở nên âm hơn và tại vì nó chứa quá nhiều Cl trừ trong này thì âm hơn cái động lực âm hơn này nó kéo ca cộng từ bên trong tế bào đi ra ngoài đây, đây là cái cơ chế để đào thải thằng ca cộng thì ở đây mình thấy có sự tác động của một cái hormone đó là aldosterone nó kích thích cả hai cái đó là epithelial na cộng channel và Na cộng ca cộng Atibase để giúp tăng cường tái hấp thu Na cộng và đào thải K cộng. Ngoài ra cái đoạn collecting này, tại cái đoạn này á, tế bào principal còn nhiệm vụ vai trò là có cái thụ thể là V2 receptor với thằng ADH. Thì ADH là anti diuretic hormone hoặc là người ta còn có tên gọi khác là vasopressin. cái này á là liên quan đến hai cái vai trò của hormone này. Tức là cùng loại hormone nhưng nó có hai thụ thể. Nếu mà gắn lên thụ thể V1 tại thành mạch máu thì có vai trò là co mạch. Nếu mà gắn lên thụ thể V2 tại ống thận nè thì nó làm tăng tổng hợp các cái kênh là aquaporin để gắn lên màng tế bào và giúp tăng cường tái hấp thu nước trở vào bên trong tế bào. Đó là vai trò thứ hai hay hormone chống bài niệu. Như vậy thì đối với cái tế bào đó là principal cell thì chúng ta có một số điểm lưu ý thôi. Thứ nhất là cái cái kênh để tái hấp thu muối, thứ hai là kênh để tái hấp thu nước táp thu muối tức là táp thu na cộng á thông qua epithelial na cộng channel nè táp thu na cộng vào và sau đó là à, thông qua kênh na cộng ca cộng atibase. thì aldosterone ở đây nó kích thích cả hai cái cả, cả hai bơm này để giúp tăng cường táp thu na cộng và bài tiết K cộng vấn đề thứ hai là nó là cái V2 receptor dưới tác động của ADH nè để làm tăng táp hấp thu nước trở lại tế bào. Rồi, ở đây mình cũng có thể thấy được cái sự khác biệt của aldosterone và ADH đúng không? Cùng là tái hấp thu tái hấp thu nước tuy nhiên là ở nosterone thì nó kích thích tái hấp thu na cộng sau đó kéo nước vô tức là tái hấp thu này nó không tác động lên áp suất thẩm thấu nhưng mà adh tác động lên kênh aquaporin thì nó chỉ làm tái hấp thu nước thôi nó không làm tái hấp thu chất tay cho nên là nó làm nó làm thay đổi cái áp suất thẩm thấu trong máu này đó là sự khác biệt của hai cơ chế tác động của hai hormone này Tiếp theo mình đề cập đến một cái loại thuốc là tiểu thứ ba, sau thuốc lợi tiểu thiazic, sau thuốc lợi tiểu vai. Thì đó là thuốc lợi tiểu liên quan đến potassium, hay potassium sparing diuretic. thuốc lợi tiểu này nó ức chế. Ức chế tác động của ondosterone và ức chế cái kênh epithelial na+ cộng channel này. Làm ví dụ như là amiloride, thuốc lợi tiểu này thì có nó, nó có nhiều loại, ví dụ như amiloride nè. Nó khóa cái kênh epithelial na cộng channel hoặc là spironolactone thì nó khóa cái thụ thể của androsterone à, nó không có ngang, nó ngăn không cho cái tác động mà làm tăng tái hấp thu muối và nước ở đây nó làm giảm tái hấp thu na cộng nên làm giảm bài tiết ca cộng này à, mình đi đến một cái hội chứng đó là lido syndrome đây là một rối loạn di truyền và nó làm tăng tái hấp thu na cộng này à, lido syndrome thì nó làm tăng cường hoạt hóa cái bơm này À, epithelial cell na cộng channel làm tăng hấp thu na cộng dẫn đến là tăng huyết áp là cái thứ nhất cái thứ hai là tăng bài tiết ca cộng à, dẫn đến là hạ kali máu thì hội chứng này điển hình là tăng huyết áp và hạ kali máu rồi mình đi vào cái tế bào thứ hai là intercalated cell ở cái đoạn ống góp thì nó liên quan đến điều hòa axit base liên quan đến cái axit gọi là axit bền axit không bay hơi thì cái lượng axit này nó sẽ phụ thuộc vào cái chế độ ăn nếu mà ăn quá nhiều protein từ động vật thì nó làm tăng cái lượng axit béo không bay hơi này là axit béo bền à, còn chế độ ăn um, chay chẳng hạn thì nó làm giảm cái lượng axit này giảm lượng axit béo um, khó bay hơi axit bền à, thì trên màng tế bào đây mình có cái luminal membrane hay là apical membrane đó, là cái màng tiếp giáp với lòng ống thì mình thấy h 2 o này cộng với co 2 thông qua cái men gọi là carbonic anhydrase tạo ra H cộng và HCO3 trừ. Vậy đây cái lượng H cộng, HCO3 trừ thì được tác hấp thu vào trong máu rồi. Cái lượng H cộng này được vận chuyển chủ động đi ra bên ngoài. Nhờ ATP là vận chuyển chủ động đi ra lòng ống tạo ra H cộng tự do. Và H cộng này được bài tiết như thế nào thì nó sẽ kết hợp với hai chất, một là NH3 này. Hai là hpo 4 2 trừ để tạo ra h 2 po 4 trừ và NH4 cộng để đào thải ra ngoài. Aldosterone thì nó sẽ tăng cái bơm H cộng đây aldosterone cũng góp phần làm tăng bài tiết H cộng và nó làm tăng bơm H cộng trên cái luminal membrane này để tăng bài tiết ra ngoài à, và nếu mà lượng lớn aldosterone thì có thể dẫn tới metabolic alkalosis là cái giai đoạn cái bệnh lý kiềm chuyển hóa nó có tác động lên đây ha rồi nó tóm lại thì đối với cái đoạn collecting dust hiện chúng ta quan tâm đến hai tế bào thôi đó là principal cell và intercalated cell Principal cell thì liên quan đến tăng cường tái hấp thu Na cộng và bài tiết K cộng. Còn intercalated cell thì liên quan đến cái việc mà tăng bài tiết H cộng à, hấp thu cái thằng HCO3 nên cái liên quan đến cái toàn à, kiềm chuyển hóa và H cộng thì được bài tiết dưới dạng là ion là ion kết hợp với HB42 trừ hoặc là N 3 Rồi, đó là sơ lược về sinh lý của các đoạn ống thận. Từ video clip sau mình sẽ chuyển sang cái phần toan hóa ống thận còn hai video nữa thôi cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau